Trường Tương tư phần 2 của Dương Tử sẽ nối sóng câu chuyện hoa hồng của Nêu Diệc Phi. Mạng xã hội lan truyền thông tin dự án trường tương tư phần 2 do Dương Tử đóng chính, đã nhá hàng lịch sự khiến lên sóng. Mở đây mạng xã hội lan truyền thông tin dự án trường tương tư phần 2 do Dương Tử đóng chính đã nhá hàng lịch sự kiến. Theo đó, phim sẽ nối sóng câu chuyện hoa hồng Nêu Diệc Phi. Được biết, có nguồn tin phim của Nêu Diệc Phi sẽ nối sóng Khánh sư niên hài của Trương Nhật Quân. Tóm lại, phim dự kiến lên sóng vào tháng 7 năm nay trên nền tảng WeTV và Tencent Video. Thông tin này khiến nhiều dân tình phấn khích. Được biết phần 2 của phim sẽ xoay quanh từng bước thực hiện kế hoạch trả thù đột sơn cảnh đặng vi của thương huyền trương vạn ý. Còn tương điệu đàn kiện thử chết trận. Sau những hiểu lầm tiểu yêu dương tử quy ẩn giang hồ cùng đồ sơn cảnh, thương huyền dồn hết tâm lực vào việc trị quốc. Bởi thương huyền cho rằng chỉ khi đất nước thái bình thì tiểu yêu mới có cuộc sống hạnh phúc bình yên. Không những thế trong buổi loa chim gần đây, dương tử đã phần nào hé lộ nội dung phần 2. Cô nàng không ngần ngại khẳng định có chuyện của phần 2 thú vị và hấp dẫn hơn phần 1. Tôi không nhớ mình đã mất bao lâu để thoát khỏi những cảm xúc của nhân vật. Theo đó trong phần 2 Dương Tử phải diễn khá nhiều cảnh khóc, mất một thời gian dài nợ diễn viên mới có thể rũ bỏ những cảm xúc tiêu cực từ nhân vật tiểu yêu để tiếp tục đến với những dự án phim mới. Dương Tử ở trường tương tư không chỉ được khen diễn xuất tiến bộ mà còn có công lớn khi giúp các sao nam diễn viên củng cố thăng hạng tiền tuổi. Bên cạnh đó không ít khán giả cho rằng Nữ diễn viên đã lấy lại phong độ với trường tương tư sau loạt thất bại từ các dự án cổ trang đến hiện đại trước đây. Một số hình ảnh hậu trường phần 2 vừa hẻ lộ, Dương Tử cũng được khen ngợi về tạo hình.